Xin chào, tôi là Devon Nguyễn. Tại sao lại là Devon London by Devon Nguyễn? Devon là tên của Devon, còn London nó như là một cái gốc của thương hiệu. Có thể nói tất cả những cái nền văn hóa của bên London đã làm nên cái phong cách của Devon Nguyễn. Những cô gái của Devon London là những cô gái rất là mạnh mẽ, cá tính này, tự tin này, cùng với những form dáng rất là hiện đại, cộng thêm những cái điểm nhấn của sự tỉ mỉ và chi tiết trên từng sản phẩm. Đến với Việt Nam International Fashion Week 2016 thu đông, Devon London mang tới một bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những tác phẩm của danh họa Picasso. Thông điệp của bộ sưu tập lần này có thể truyền đạt qua một câu nói của Picasso mà Devon rất là thích. Đấy là "Everything you can imagine is real". Có nghĩa là sao? Tất cả những gì các bạn có thể tưởng tượng trong đầu óc của bạn đều có thật. Sẽ là một bộ sưu tập hết sức là bay bổng, nhưng mà cũng hoàn toàn có thể là bộ sưu tập ready to wear, bạn có thể mặc được luôn, rất là ứng dụng. Những mảng màu này, form dáng đã được biến hóa lại và sử dụng những kỹ năng rất là haute couture, thêu đính rất là tỉ mỉ để mà có thể cho vào dòng sản phẩm ready to wear. Bên cạnh đấy, Devon còn có hợp tác với cả một chất liệu vải rất là nổi tiếng ở bên London, Huddersfield Cloth. Những chất liệu vải được sản xuất bằng dạ lông cừu tự nhiên hay chất liệu vải cotton linen không có nhuộm qua hóa chất. Ba tính từ mà Devon sẽ mô tả bộ sưu tập lần này chắc sẽ là arty này, dreamy này và modern. Devon rất là mong muốn rằng những người yêu thời trang cũng như là các quý vị khán giả sẽ đón nhận sưu tập sắp tới của Devon.